Chiếc xe này chưa biển số nè, gắn thảm, thảm lót chân nè, công tắc đèn nè, ba ga nè, anh mượn luôn. Anh em thấy không, là ba món thường nhật lên những cái clip nói về những xe mới, đặc biệt là những dòng Outback. Khách hàng và anh em thường hay cứ dắt xe về là ghé vào số hai bánh mình để gắn những món này. Xe này của chú và xe này là của con chú. Xe này cũng đã gắn rồi anh em, thì tại sao lại muốn gắn nữa? Đây, cái ba ga mới vừa mới gắn và nó có cái chân gắn xuống sàn. Do vì Outback đời mới không có con ốc ở đây cho nên không bắt từ đây xuống đây được, buộc phải bắt xuống sàn. Nhưng mà rất là khó, rất là mất tiện dụng cho anh em khi sử dụng xe là chúng ta gác chân như vậy. Gác chân như vậy tùy theo thế mình gác như vậy. Gác như vậy. Sát lại xíu Dũng. Ví dụ mình gác như vậy ha. Hoặc là gác như vậy thì nó cũng sẽ có một cái thế vướng ở đây. Nếu mà chân anh em to một xíu thì có thể đụng, hoặc là mình kẹp chân như xíu sẽ đụng vô cái mắt cá của mình rất là khó chịu. Đây, đụng vô ha. Và nó không có chắc chắn. Anh em thấy rơ không? Rất là vướng nha, rất là vướng. Cho nên là cái những sản phẩm và phụ tùng hoặc là những món trang bị mà số hơi bánh mang về, luôn suy nghĩ đến những cái gì tiện dụng nhất và nó phải hợp với lại cái thời điểm những con xe mới ra, giúp cho con xe của anh em nó tiện và sử dụng nó thoải mái hơn. Nói lúc nào là vậy. Bây giờ mình sẽ gắn lên xem thử. Gác chân như vậy và gác chân của cái này. Cái này có gác chân hay không? Về thao tác gắn những cái ba ga, anh em thì Nhật đã lên rất là nhiều clip rồi ha. Đơn giản nhưng mà có thể là anh em gắn ở nhà không được, vì mình buộc phải tháo cái thùng ra và gắn lên cái chốt yên trên này đó. Còn những ba ga mà nó gắn xuống đây thì quá dễ nè. Gắn xuống đây có con ốc ở chỗ này thì quá dễ. Các đời Outback đời trước nó sẽ có ốc ở đây. Còn 220 đến 223 thì không có ốc ở đây. Cho nên nếu mà cái có cái thanh này thì buộc phải gắn xuống dưới, nó rất là dưỡng chân. Dưỡng chân đi nó cũng không có chắc chắn và nó cũng có khó chịu ở đây. Vào cái mẫu Outback đời này vẫn có thể gắn trên yên được cho anh em. Cho nên nếu mà xe anh em đã lỡ gắn những cái ba ga này mà cảm giác nó khó chịu cho đời Outback mình thì cứ ghé là trực tiếp hệ thống số hai bánh sẽ có những cái ba ga nó gắn lên yên, nó tiện dụng hơn cho anh em rất là nhiều. Đây thì thợ mình đã bắt đầu tháo được thùng yên ra và gắn ba ga lên. Nó sẽ có cái bát ở đây anh em. Đó thì anh em cũng thấy là xe của người cha và người con vào thì xe này gắn thảm rồi, công tắc rồi, ba ga rồi thì khá là nhiều. Hôm nay thì Nhật chỉ chia sẻ đến anh em những cái gì mà shop hai bánh mình mang về để kinh doanh và hỗ trợ anh em sử dụng con xe tốt, như một món điển hình là ba ga. Có những món đồ mà gắn lên xe rất là nhanh anh em, như cái ba ga này nếu như mà gắn tháo thùng ra và tổng thời gian của anh em tầm khoảng 15 đến 20 phút là xong. Thợ mình sẽ tranh thủ làm nhanh nhất có thể. Ở nhà thì anh em cũng có thể tham khảo thêm những cái clip mà Nhật thường hay quay về cách gắn, và mình biết chút xíu về tháo dàn áo là có thể gắn được ba ga này được. Những clip mà Nhật lên về những món phụ tùng để trang bị thêm như con xe hoặc là những món đồ chơi á, thì thường sẽ có những cái sự so sánh để anh em biết được nó khác như thế nào hoặc là tiện dụng hơn như thế nào. Như cái thảm này đi thì mình có thể tháo ra và vệ sinh ở phía dưới này, nó sạch sẽ hơn và tránh tình trạng đi lâu ngày đất cát nó dính dưới đó không gỡ được, nó xét những con ốc trong này. Đây anh em có thể tháo cái ốc này được. Có móng tay xíu hoặc là có giúp là tháo được ốc này anh em. Những món mà anh em thích thì mình cũng không dám nói nhiều ha. Rõ ràng là mình muốn tiện dụng thôi. Cái này thì nó có cái sự tiện dụng hơn xíu rồi vân gạt bon này nọ. Nhưng mà sau này thì mình vệ sinh nó hơi khó thôi. Đó là tùy theo sở thích anh em. Rồi như vậy là cũng gần như là xong, tháo được cái ba ga cũ ra. Ba ga cũ của khách ha. Rồi phải tháo thảm ra mới ra hết ba ga cũ. Rồi mình sẽ gắn những cái ba ga mới của mình từ cái bát yên này lên. Đó, bát yên lên trên, vậy là xong. Ở dưới này sẽ rất là gọn. Cái này sẽ gọn, không dưới chân mình nữa. Đó anh em thấy không, như vậy là thành hình rồi. Về sự tránh đi vướng víu thì nhìn là đã biết là không có những cái thanh ở đây rồi. Còn chắc chắn rằng nó sẽ cứng cáp. Cứng cáp. Rồi tiện dụng khi mở nắp xăng. Cũng giống như kia thôi, cũng có móc sẵn ở đây để anh em móc đồ, không cần phải trang bị thêm móc. Đó. Xong rồi đó anh em. Chắc nha. Cứng chắc. Thì chú khách chú cũng nói là nó rất là bất tiện, ngồi nó vướng chân. Rõ ràng là bên mình cũng đã nghiên cứu rất là nhiều những cái ba ga để giúp anh em có những cái sự tiện dụng. Ở đây làm sao mà vướng được nữa đúng không anh em? Không thể nào mà vướng được nữa. Để chân mình để thế nào cũng được hết. Rồi chú nói là con chú có đứa cháu nữa thì gác chân lên đây cũng khá là chắc. Đâu mình thử gác. Cứng nha. Mở xăng cũng tiện dụng. Đó. Khá là tiện. Đó, ok ha.
những cái gì mà mình đã tiếp thu ý kiến của anh em, những cái gì mà mình đã được anh em yêu mến và góp ý, thì mình luôn lắng nghe để tìm cách khắc phục hoặc là nâng cấp những cái sản phẩm hoặc là dịch vụ để mang đến cho anh em những cái trải nghiệm về sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tại Số Hai Bánh ở tất cả vị trí thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương, và chắc chắn rằng nó sẽ được đồng nhất về sản phẩm hay là dịch vụ. Bởi vậy cho nên là anh em mới yêu thích và chọn Số Hai Bánh làm nơi để mà trang bị hoặc là bảo dưỡng hoặc là gắn những thay thế phụ tùng hoặc là những cái đồ chơi cho con xe mình, đúng không? Bởi vì sếp của Nhật thường hay nói rằng á, không quan trọng là hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng là anh em hài lòng, phục vụ anh em yêu mến và hài lòng quay lại thường xuyên với Số Hai Bánh. Như vậy là bên sếp của Nhật vui rồi ha. Cảm ơn em xin clip, xin chào hẹn gặp lại anh em, bye bye.